Rồi chúng ta sẽ vô 500 nha Thiện Hiu. Rồi xong. Bạn để thu nhập tất cả các thẻ. À vậy là trong cái kiến này là mình sẽ có một cái Thiện Hiu á mọi người. Một hộp miễn phí ra cái hồ luôn cho mày xem. Ủi cay. Ủi tham gia luôn ý cái phí sự kiện có 5 kim cương. Trời ơi giờ 5 kim cương đâu có kim cương đâu mày tham gia. Hello mọi người lại là mình đây vui nè đó thấy chưa. Ok thì tình hình là mình đang quay clip mình chào khúc đầu của mọi người thì mấy bạn này vô tự nhiên tôi chào cái giờ thêm một đống. Chịu rồi trời ơi, báo nha đó qua kết cục là nó sẽ như thế này nè. Tôi thấy mấy bạn này cũng hồ tan với tôi thì tôi vô tôi hồ tan chung luôn. Quay hiện tại là mình đang đứng ở đây ngồi trời thì mưa rất là to nhưng mà mình vẫn chưa biết làm gì cho mấy bạn xem hết. Nhưng mà cái đó không phải là tôi nói nói á, với một vị trí creator nhà sáng tạo nội dung giống như mình, một idol play, một bạch nơ. Bạch nơ là có nhiều bạn kêu bạch nơ lỡ nữa. Tôi á muốn cho clip nó dở dở nó hay mày nó hấp dẫn. Đầu tiên là chúng ta làm cái gì? Là chúng ta đi quất cái két 500. Lý do tại sao mình lại quyết định như thế thì hiện tại tôi có hơn 500 sao thì tôi mở thôi. Với lại là mình đang có là 119 cái thẻ. Mà nếu như mà tròn 120 thẻ đó mình sẽ có kim cương. Đó 500 kim cương. Mà một khi đã có kim cương rồi thì mình sẽ làm gì? Đi bốc thăm nhân phẩm. Mà tôi không biết là có hên hay không nhưng mà đầu tiên là chúng ta mở thử cái két 500 đi ha. Tôi hy vọng là có một cái thẻ nêu từ tàu ạ. Trừ 7 sao à. Rồi chúng ta sẽ vô 500 nha Thiện Hiu. Rồi xong. Bạn để thu nhập tất cả các thẻ. À vậy là trong cái kiến này là mình sẽ có một cái Thiện Hiu á mọi người. Trời ơi đúng như kỳ vọng của tôi luôn. Vậy là mình đã hoàn thành là thẻ rồi. Hình như hồi nãy là mình coi chỉ còn là 19 ngày thôi. Trời ơi may quá tôi không phải là đỡ sát ngày mọi người. Chắc là trong team mình là người cuối mà full thẻ. Còn ai không ta? Không mình nghĩ là còn mình à. Cái thẻ xanh xay gì là new đúng không? Ủa không phải. Để mình nặng đi ha. Chắc chắn là trong đây là sẽ có một cái thẻ new rồi. Nè vi vip nè. Còn cái này là cái gì vậy? Vip không? Ủa vi vip luôn. Đây đây cái gì đây? Cái gì đây? Trời ơi hả đi đâu hết rồi. Biến ô nha mọi người new nè. Rồi tất cả luôn vậy là xong rồi. Về việc của mình bây giờ là chỉ còn là nhận 500 kim cương thôi. Ủa vậy là nhận được chưa? À phải vô trong này nữa nè mọi người. Không phải là 500 kim cương nha. Đây là 150 này với lại là 14 cái tiền sao. Mở tất cả. Còn bên đây là chúng ta sẽ có là 225 kim cương với 16 cái tiền sao. Rồi này nhân phẩm tới nha mọi người. Có nhân phẩm rồi hả. Đây thêm 500 kim cương nữa. Ôi ôi wow. Ý nó mở khó thêm một cái hành động mới kìa. Đó bây giờ là mọi người vô game mà mày thấy ai có hành động giống như mình đang nhảy này thì chắc chắn người đó sẽ là full thẻ. Thì sau khi mà mình full thẻ á, về 6 kim cương mình nhận được là 969 kim cương. Thì nếu mà tính nhẩm một hộp đi là 270. Vậy là mình mở được là thêm 30 hộp nữa. Nhưng mà để quay trả kèo mini game trước đã. Và đây là clip của ngày hôm qua thì quẳng giống như thường lệ tên của mấy bạn để bình luận nè thì nó sẽ nằm trong cái vòng quay này. Bây giờ mình sẽ quay nha. Hôm nay là sẽ có một bạn may mắn nhất. Rồi bạn này hả mọi người. Em cũng vô không được. Giờ em vô được rồi em ơi. Em cứ vô đi. Cập nhật rồi vô chơi thôi. Rồi bạn này hả mọi người. Bước 1 hoàn thành. Bước 2 là tên. Bước 3 là các bạn và ký ạ. Em được đi đá bóng ở trường ạ. Nên vui hay buồn? Thì anh nghĩ á em nên là buồn buồn vui vui nha. Sao em hay hỏi quá. Để chúng mini game mà còn hỏi nhiều quá. Ok anh sẽ gửi yêu cầu các bạn cho em nè. Đã sau khi mà các bạn xong là anh sẽ ký cho em luôn. Thì em ơi lát nữa mà có online game thì nhớ là vô chấp nhận yêu cầu các bạn với anh nhé. Và có thêm một điều đặc biệt là sau khi mà em thành bạn bè của anh, nếu mà anh để cái dòng mà chữ không tele nè thì em đừng có tele nhé. Lúc đó là anh đang quay clip á. Rồi tiếp đến là mini game của ngày hôm nay thì vẫn sẽ như thế. Mình vẫn sẽ tặng cho mọi người là bất cứ cái món đồ nào ở trong quần thân này. Không phải là bất cứ mà đặc biệt là trừ cái bộ đồ này ra này hoặc là cái dù với lại là đôi cánh luôn đi. Đôi lúc là mình mở hộp nhiều quá mình hết kim cương á mọi người nên là không có kim cương tặng cho mấy bạn là đôi cánh đâu. Mấy bạn nên lấy là cái mũ nè hoặc là đầu tóc hoặc là đôi giày. Cái mà mình thích nhất là cái vương miện nha. Mấy bạn cũng có thể là chọn. Còn sự lựa chọn thứ hai hiện tại là mình đang còn dư là base slot các bạn nữa. Nên là những ai mà muốn tham gia mini game thì đừng quên là để lại cho kênh của mình một like, một lượt đăng ký nè, nhớ cái chuông. Bước thứ hai là bình luận tên. Bước thứ ba những bạn nào mà chọn các bạn chỉ cần để lại tên thôi. Còn những bạn nào mà chọn quầy trong thư chỉ cần vô đó chọn ra một cái món đồ ưng ý nhất. Ngày mai là mình sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất để mình trả kèo nha mọi người. Còn bây giờ là chúng ta sẽ tới với clip chính của ngày hôm nay. Kiko đấy á mọi người. Hiện tại là mình mới chạy qua siêu thị nè. Và ngày hôm nay tôi quyết định là tôi sẽ mở hộp bốc thăm trong siêu thị nha. Hồi giờ là mình mở hộp bốc thăm quá trời nhưng mà chưa có lần đầu mình mở trong siêu thị cả. Thì hôm nay là mình sẽ đi vô nhà kho của siêu thị luôn. Và mình sẽ ngồi ở đây nha. Đã trước khi mà chúng ta mở bằng kim cương Là mình phải gì vậy? Trời, mở hộp dây. Trời ơi, sao lúc nào trời, sao bữa nay đeo cái kính gì vậy trời? Hôm nay là em đem tới sự may mắn cho anh nè. Không, 2 ngày liên tiếp rồi, nó thúi anh nào này. Thôi anh mở đi, em đi chỗ khác, em không mở với anh nữa. Dịu này ra kia chơi nha. Ừ, anh mở đi. Ok, anh sẽ đứng đây em mở. Ok, anh mở nó đi. Ok, bây giờ mình sẽ ngồi lại nha. Đi đâu hả? Hả? Đi đâu à? Đâu, em đi ra ngoài mà. Đi đâu à? Thôi nó giỡn, anh này lên mở chung với anh nè. Anh không tin á, là hôm nay anh lại xui nữa này, bé ngày rồi. Đây là hộp may mắn, anh mở đi. Hộp may mắn hả? Đúng. Ok, ủa này để thấy màn hình của anh chưa? Anh này thấy rồi. Hiện tại là anh đang có là 16 cây xu. Cái này là anh đi đập kẹo dữ lắm mới được nhiêu đây luôn á. Không em, anh đi đập bít lắm, không phải là đập bít mà kiểu như là mình bắn rất là nhiều quá mọi người. Nhưng mà sau khi mà bán xong là mình nhận được cái tầng 50 xu, 100 xu không à. À, vậy không, như đó cũng nhiều rồi đó. Bây giờ mình mở, anh mở hộp nào? Anh mở hộp đây nè, mình cần cái súng nè. Vậy là mở hộp này thôi đúng không? Đúng rồi. Anh sẽ mở được tầm 10 hộp á. Ủa nhưng mà cái này nó không cho mình mở một lúc 10 hộp luôn ta. Nó mở từng hộp như thế này nè. Đúng rồi, vậy nó mới may mắn. À, để mình xem thử nha. So với xu với lại kim cương cái nào nhân phẩm hơn? Không có chia ra cho ai hết hả? Đâu, anh chia hết rồi. Anh 2 hộp đầu, này bê hộp sau, mấy bạn 5 hộp cuối. Ok, rồi 2 hộp đầu thú quá. Hai hộp đầu là tôi thấy hơi bị thúi vậy. Đó, tới hộp của anh đó. Rồi xong rồi, nó hiểu cái gì về là may mắn rồi này. Đúng, vậy là hoàn thành được một nhiệm vụ. Xong. Uốn. Không sao đâu. Ok, không sao đâu nha mọi người. Đó. Đó, nửa điều này. Thôi thêm một cái nữa là này là may mắn nhân đôi. Trời ơi, sao mấy bạn gì vậy? Gì vậy? Ủa cái hộp bún này hình nãy cầm nè. Ủa phải không? Ủa nó giỡn thôi mọi người. Sau khi mà mình đổi xu qua tới cái mũ này cực kỳ là cute nha. Sau khi mà mình đổi xu tới cái móc nào đó là chúng ta sẽ nhận được cái hộp về này nè. Mình nghĩ là cỡ tầm là 19 cây xu này. Vậy mà anh mới có 16k à. Đúng rồi, bây giờ là tới của này thêm 2 hộp nữa đúng không? Hình như là vậy á, mở đi. Đấy, của này nè. Ây da. 5 hộp rồi này, hai đứa mình 5 hộp rồi đó. Giờ tới đó mọi người. Nó không ra gì hết vậy? Anh không tin là anh không thể nào mà mở ra được cái súng ở trong cái hộp bốc thăm này hả? Đúng. Không, nhưng mà cái hộp này chỉ có 10 lần mở thôi. Đúng rồi, sự kiện này là chúng ta chỉ có 10 lần mở cái hộp này thôi mọi người. Cố lên, em tin là anh sẽ làm được. Đúng vậy, anh cũng tin anh mẹ. Đúng. Anh hãy là xì bầm chứ đừng ra thảm nữa, sao ra thảm hoài vậy? Anh không biết. Trời ơi. Ê, đôi giày này cũng cực kỳ là cutie nha. Đôi giày là móc thứ 3, vậy là chắc chắn là bộ đồ. Tao. Nè. Đó. Mấy bạn ơi, giải quyết. Trời ơi, bộ đồ luôn kìa, bè này bè nói cái gì vậy trời? Ủa, em đâu biết gì đâu. Hộp cuối cùng nè. Đó, hiện lên rồi. Xong. Trời ơi. Ôi này ơi, sao anh thề luôn này, nó không ra cây súng cho anh luôn hả? Người ta nạp vô, người ta mở bằng kim cương, người ta còn không ra. Nên anh nghĩ sao anh đòi mở free mà nó ra. Đây, bây giờ là ui này tia anh đi. Anh mới nghĩ ra được cái cách này hay lắm ui này. Nghĩ ra cách gì vậy? Nè, bây giờ nha, hết chỗ mở hộp bốc thăm rồi, vì thế là mình sẽ đi vô nhà của người lạ mình, ở trong đó mình mở. Thật lỡ anh không ra là anh đổi thừa bạn đó nữa hay sao? Nếu mà không ra là đổi thừa cái nhà đó luôn. Đây, anh thấy nhà đây không sao nè, này vô luôn này. Dạ, vô không sao luôn hả? Đúng rồi. Đã thấy chưa? Mình vô nhà của người lạ, đầu tiên là mình phải xem clip chủ nhà. Chủ nhà ơi, thì có xem được cái clip này thì cho mình mượn nhà của bạn mình mở hộp tí xíu nhé. Em nghĩ là chủ nhà có ở ngoài vườn á anh ơi. Hả? Có không? Thấy có bạn nào đứng đó kìa. Nói gì ghê dữ trời. Kìa, chủ nhà kìa. Đâu? Đó. Ôi nói chủ nhà đứng câu kể. Chịu ơi. Nhưng mà cái hồ này đẹp quá, mình đứng trên hồ này mình mở luôn được không? Trời ơi, cái hồ này Uni nhắc chi vậy, anh cũng chưa có luôn anh này. Liêu cái đồ không có cái hồ. Bề đừng có nói vậy nha, bề đừng có bao giờ mà khinh thường người khác nè, bề nhìn cho kỹ nè. Thì có đâu mà ấy. Nè, 1 hộp miễn phí ra cái hồ luôn cho mày xem. Bụi cây. Bụi. Hỏi Uni đi ra chỗ khác trời. Con này biết gì đâu. Trời ơi, mày nói cái gì đâu, mày tự nhiên riêng nói bụi cây thiệt trời. Rồi khỏe, bè nói gì kệ bè, tôi không có tin là bè cái miệng của bè thúi như thế. Giờ là tôi vô 10 hộp thẳng luôn. Trời, mở đi, lố ra được luôn á. Nè, 10 hộp này là tôi sẽ cho mọi người luôn nha, cho hết luôn, cho mọi người mở giùm tôi luôn. Vô. Rồi sao ngày nào cũng mở hộp như thế này mà sao nhà phát hành không cho tôi cái súng trời. Không sao đâu, cho em nghĩ là 10 hộp này sẽ may mắn. Tại vì em thấy bạn chủ nhà mở ra cái này là bạn chủ nhà may mắn mà. May mắn gì anh không biết, nhưng mà anh cần cây súng cơ, đừng có rèn mấy cái món này nữa. Không sao, cố lên, cố lên. Trời ơi bộ đồ. Trời ơi. Không được bỏ cuộc. Đúng rồi, không được bỏ cuộc, cố lên Jun ơi. Trời ơi, sao càng cố nó càng ra đồ trùng vậy. Cố lên, một hôm cuối. Trời ơi, không có nên thừa bạn nha. Rồi tiếp con này, anh mở hết luôn. Anh mở hết luôn, anh bật mình rồi. Anh không tin là nhà phát hành mà không cho anh được cái súng á. Thôi vậy mở nhanh luôn đi, khỏi cố lên vậy đó. Mở nhanh luôn. Mở nó ra, ra không ra thôi, mở luôn đi. Đúng rồi. Tuyệt vọng rồi. Nhưng mà tốn chiếc gương lắm ô này. Giờ mở phải tốn thôi, mà biết đâu nó ra sao đúng không? Đúng rồi, mở tất cả nha. Ok. Xong. Rồi xong đi luôn. Còn không? Hình như là còn 429 thì bên này. Hả? Anh thích chiếc xe. Hả? Không, chiếc xe đó nó chạy chậm lắm đâu. Nhưng mà nó đẹp mà. Này quyển sách nữa. Nè, bây giờ anh có cây súng á, anh đi bắn kẹo nhanh là anh sẽ có được cái xu để anh đổi cái súng đó, hiểu không? Ủa lộn, anh đổi cái xe đó. Nhưng mà cái hộp đó là tốn bao nhiêu xu? Cái hộp đó rẻ hơn kìa, cái hộp đó có 900 mà. 900 à? Đúng. Có một điều anh đang rất là tò mò nha U này. Ở dưới đây á, là nó đang sale là 216 kim cương. Là 10 hộp á? 10 hộp hả? Vô thử đi. Gì á? Gì á? Trời ơi, mới ra được cái nón luôn kìa. Nhưng mà cái này là hộp nữ mà. Nhưng mà nó có cái quyển sách luôn này. Cái gì vậy trời ơi, cái súng không lấy thì lấy quyển sách là sao? Đó, trời ơi, bây giờ cái súng mà mở quá trời nó không ra. Ủa sao cái gì đâu, TNT không vậy? Đố ra được quyển sách. Trời ơi. Oh no. Rồi. Đủ luôn. Vui mặt đậm. Vui quẹt không đã. Tôi chịu rồi. Xí. Đó. Rồi. Cái vách ngăn. Thôi chịu ơi. Ý, còn 213 kim cương. Thôi anh, được rồi, dừng lại đi. Không, anh phải mở tiếp con này. Chúng ta không thể nào mà bỏ cuộc ngay tại đây được. Coi thử là còn gì không. Ý, 10.000 tương sao. Một vé anh còn một vé coupon. Mở một vé thôi. Từ từ anh này, anh còn là cái mẹ code nữa. Thì ngày hôm qua là bên nhà phát hành cho chúng ta là một cái mẹ code đâu này. Ủa cái mẹ đó đâu? 14 tiếng hình như là ở dưới nữa. Ở dưới nữa hả? Đây 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 đây, mẹ code nè mọi người. Đó, cảm ơn vì để đợi nha. Bây giờ là mình sẽ vô đây mình nhập luôn. Đấy mọi người, bây giờ là mình sẽ bỏ cái mẹ code đó vô là mình sẽ nhận quà. Đó, nhận quà thành công. Giờ việc của mình là chỉ cần là vô thư kiểm tra thôi. Nè, U này thấy chưa? Kim cương nè. Ui, 2.000 kẹo luôn. Đúng rồi, 2.000 kẹo nữa. Với lại là 200 viên đáy cường hóa chỉ số cần cầu đồ mọi người. Ủa vậy là mình có bao nhiêu kim cương rồi? Oh no, 220 à. U này nghĩ là nhận trong mấy cái này nữa là anh đủ á. Đủ không? Ê, đủ 10 kim cương. Oh no, anh trời ơi, level 21 luôn. Thôi chịu rồi. Oh no. Nè, nửa nèo này có quá trời luôn. Đóng gì trời. Ui, 270 vừa đủ lúc kêu này. Ủa đủ không? Đủ 270. Rồi bây giờ là mình sẽ đi vô nhà của bạn này nha. Đường vô ở đây, đường vô ở đây nha mọi người. Nằm trên đây rồi một hồi chiếc dao nó sẽ rụng lên đầu anh. Tự nhiên nói thầm xàm gì trời, tự nhiên cái quẩy dao rụng lên đầu. Nè mở đi. Nè tôi mở trước một quý luôn chứ tôi sợ cái gì. Mở dễ gì ra được. Để mày xem. Trời ơi nữa hả? Cái máy này nó ám anh hoài luôn á. Cái máy này nó ám tôi quá trời luôn á. Này 270 nèo này, 10 hộp cuối cùng hả? Ui do. Trời ơi, cái súng này tôi năn nỉ luôn á, tôi đang rất là cần cây súng mọi người. Bây giờ là anh mở nhanh hay anh mở chậm? Anh mở nhanh hay mở chậm gì tùy vào độ nhân phẩm nhà phát hành cho anh mà thôi. Dạ thôi mở nhanh luôn đi, mình nhưng mà sự thật đi. Nhưng mà có một điều anh đang thắc mắc á, từ lúc mà anh nhận partner tới giờ á, là trong hộp bút thăm có cái món gì hiếm mà anh chưa bao giờ anh mở ra hết tụi này. Hả? Ha, ông này cũng để ý là ông này cũng chưa mở ra cái gì hiếm luôn. Rồi xong còn hộp cuối cùng nè. Xong. Trời ơi, cái biểu cảm. Ui. Ui gì mà ui, không có cần cái này. Còn không kim cương. Đây, bây giờ là mình sẽ bấm vô trang trí đồ cho mấy bạn xem nha. Đó, nhìn đây. Nè. Thì quá trời bộ đồ. Ôi, nhiều đồ vậy? Nhìn cho kỹ vô, đó thấy chưa? Ủa sao anh làm gì ngồi đây vậy? Chị rè đây. Sao anh hạt em? Mở hộp bốc thăm vô này xui quá. Ủa mất gì tại em? Anh mất cười quá à. Nè còn cái mặt anh thì khóc luôn rồi. Em nói là đừng có mở nữa mà anh túi á, anh không nghe. Nhưng mà anh thích cái súng đó. Dạ sao? Thích cái súng đó nhưng mà từ từ để mình hên đi rồi mình mở. Trời ơi trời biết chừng nào nó hên. Mở gì mở, mấy ngày không ra, mở tốn hết tiền luôn mà nó cũng không ra mà vẫn còn mở. Trời ơi giờ tại sao hồi giờ tôi chơi game mà tại sao nó còn không kim cương trời. Mà thương thương. Ê, nhưng mà em thấy là sao người ta có chữ partner á, như anh Toàn rồi anh mở ra cái một mà tụi mình mở không đứa nào ra hết vậy. Ủa này mở chưa? Ủa này mở mới 10 hộp bà Uni còn ai anh không có vô nít Uni mở nha, Uni còn tới 14 tới carbon lận á. Anh vô e của anh thấy vậy mở nha. Cái đồ này thúi đi ra. Chị ơi, đây là lần đầu, đây là lâu lắm mà tôi mới thấy là cái ẹt của tôi mà còn không kim cương á. Ý, hay là anh giờ anh vô anh nạp thêm kim cương của này. Thôi, đừng có nạp thêm, nó không có tác dụng gì đâu. Anh nạp cái gói mà 2 triệu á. Hả? Ừ. Em bấu cái tay anh về anh tin không? Ê, trời. Mọi người ơi, giờ mọi người mà ai thấy tôi trong game nha, mà mọi người cầm cái súng đó ra là tôi bẻ cái súng luôn á, coi chừng á. Ê, mắc cười quá anh ta hơn anh xui là liên quan gì? Không, nhưng mà ai biểu ơi, tự nhiên thầy cầm cái súng nó bắn nha, cầm cái súng mà dơ dơ trước mặt ấy. Hên á, hên cái bề là không phải là cái súng trong hộp bốc thăm á, cái súng kia là tôi bẻ rồi á. Tôi mà mở được á hả, cái súng này là người đầu tiên tôi khoe sẽ là ông. Thôi chịu ơi. Ê, nhưng mà hôm nay là có cái cúp gì nè này? Cúp để bắn con ma á. Nhưng mà nó để năm tới 50 là sao ta? Ủa này không hiểu, này chuối chơi mà. Hay là giờ hai đứa mình tham gia luôn ấy. Sớm quá vậy. Nhưng mà lần này nó không phải là có 100 kim cương của này, nó có 5 vé carbon với lại 50 kim cương à. Thôi vậy thôi tham gia luôn đi. Tham gia không? Tham gia luôn, y có cái phí sự kiện có 5 kim cương. Trời ơi giờ 5 kim cương đâu có kim cương đâu mà tham gia. Em chưa bao giờ em nghĩ là anh nghèo tới cái mức độ thì luôn á chị Trinh. Trời ơi giờ tôi muốn tham gia cái cúp mà tôi còn không có kim cương để tôi tham gia luôn nè. Anh có muốn kiếm kim cương không? Thôi chịu ơi, thôi cái này là tôi cũng hết biết nói gì rồi mọi người, hết cứu luôn rồi. Ok bye bye mọi người nha. Thì hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Giờ tôi đi khóc một vòng xong đây. Bye bye. Lêu lêu cái độ không có 5 kim cương. Chịu ơi.